Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay nha. Rồi hôm nay thì Dượng Mai của bà ngoại ha có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lo mai giống, mai ghép giống siêu bông Sài Gòn nè, với lại siêu bông Mình Lại ha, rồi Nhị Ngọc Toàn ha, rồi cúc hoa hồng Thanh Tú rồi cô chú anh chị, mức giá siêu đãi luôn ha, chỉ từ 200.000 một cây, bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào ủng hộ cho vườn của bà ngoại nha. Rồi không làm mất thời gian nữa em, mà cô chú anh chị mình gặp luôn bà ngoại để bà ngoại chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi ngoại, ngoại chào bà con ngoại. Thì hôm nay cũng xin chào cô chú và quý anh chị mình ở gần xa. Thì hôm nay nhà vườn cũng có lên một clip mai dặn bánh tre, và mai giống nó cũng có nhiều loại lắm nha cô chú và quý anh chị mình. Cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương để ủng hộ dùm, rất là mang ơn nhiều, thật nhiều nha. Cái mai này là nó nhiều loại giống lắm hả, rấy bo cũng rất là nhiều nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi mình vô cái đầu tiên ngày hôm nay luôn ha. Rồi mã số 1 M nha, là một cây dảo đa phúc hả cô chú anh chị. Rồi cái này ghép được 3 bo cô chú anh chị ha. Dảo đa phúc ông cũng rất là to ha, thân co lắc nè. Rồi ngoài đông sớm con ngoại. Cây này hoành được 13. Rồi. Chiều cao là được 43. Tán ngang là được 45. Rồi. Thì cái cây này là cái bộ đế, bộ gốc nó cũng bự nha cô chú và quý anh chị mình. Bộ đế nó có hình thú rất là đẹp, có kiểu mẫu sẵn hết rồi. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ. Cái cây này chỉ là có 250 thôi nha. Nội cái bộ gốc là cũng xứng đáng rồi, nhờ cô chú và quý anh chị mình ủng hộ dùm, rất là mang ơn nhiều, thật nhiều nha. Rồi đã ngay. Rồi tiếp theo cây mã số 2M nha cô chú anh chị, là một cây dảo siêu bông Sài Gòn ha. Giống của chú Sáu Bình Dương nha cô chú anh chị. Cái này thì ghép cũng được 2, 4, 6 bo nha cô chú anh chị. Ghép được 6 bo ha. Rồi, ngoài đông sớm con luôn mày. Cái này hoành được 13. Rồi. Chiều cao là được 40. Tán ngang là được 42. Rồi. Thì cây nào có bộ đế cũng đẹp lắm nha cô chú và quý anh chị mình. Cái tàn nó còn nhỏ thấy vậy, chứ nó lớn lên chút nữa là cái tàn nó đẹp dữ lắm đẹp. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này chỉ là có 200 thôi nha. Rồi, okay. Rồi tiếp theo cây mã số 3M nha cô chú anh chị, một cây dảo siêu bông Sài Gòn nữa ha. Rồi. Ngoài đó không xóa một con mà, cây này có củ đế luôn cô chú anh chị ha. Cây này ghép được 3 bo ha. Bo dạ. Cây này hoành được 12. Bo lên nụ hết rồi cô chú anh chị ha. Và mình test bông thoải mái. Chiều cao là được 48. Rồi. Tán ngang là được 30. Rồi. Thì cây này cũng cái dáng nó xuyên xuyên đẹp lắm nha cô chú và quý anh chị mình. Cái bộ đế này sao nó lòi lên thành một cái hình thú rất đẹp. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cái này chỉ là có 250 thôi, là một gốc xứng đáng nha. Đợi lấy cái bo cũng rất là nhiều. Rồi tiếp theo cây mã số 4M nha cô chú anh chị, là một cây dảo siêu bông Sài Gòn tiếp tục ha. Nè, cây cây bo này, lấy nụ lên nụ trơn cô chú anh chị ha, ghép được 3 bo ha. Rồi thông số luôn nha mọi. Cây này hoành được 11. Rồi. Chiều cao là được 33. Rồi. Tán ngang là được 27. Rồi. Thì cái cây xứng đáng như vậy mà chỉ có là 200 thôi nha cô chú và quý anh chị mình, rất là dễ mua mà giảm giá cũng rất là nhiều nha. Rồi, này vừa lấy bo nhưng mà mình vừa chơi kiển cũng là rất là đẹp. Rồi tiếp theo cây mã số 5M nha cô chú anh chị, là một cây dảo siêu bông Mình Lại nha cô chú anh chị ha. Siêu bông Mình Lại hàng có nụ nè cô chú anh chị, về mình test bo test bông thoải mái nha. Siêu bông Mình Lại ha. Rồi ngoài đó không sớm con mày. Hoành được 12. Rồi, nụ nè cô chú anh chị, quá trời nụ luôn ha. Chiều cao là được 34. Tán ngang 34 luôn. Là coi như cây này nữa là nó tròn đẹp lắm nha cô chú và quý anh chị mình. Nhưng mà cái hình của bộ đế lên cũng rất là đẹp luôn. Thì cây này chỉ là có 350 thôi nha cô chú và quý anh chị mình, là có được một cây xứng đáng rồi. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số
6M nha cô chú anh chị mình. Là một cây cúc hoa hồng thanh tú ha. Cây này đang đi đọt nè, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Nè, đang đi đọt nè ha, rất là sung ha. Cây này cũng ghép được 3 bo nha cô chú anh chị mình, 3 bo. Cây có củ nè cô chú anh chị ha, nè, củ vàng ôm luôn. Rồi, thông số luôn nha mày. Hoành được 14. Rồi. Chiều cao là được 46. Rồi. Tán ngang là được 36. Rồi. Thì cây này đúng ra là 300 nha cô chú và quý anh chị mình, nhưng hôm nay cũng giảm giá cho cô chú và quý anh chị mình ủng hộ cho 250 thôi. Cái này một cái hình thú rất là rõ ràng luôn nha. Gốc này khó kiếm lắm á cô chú và quý anh chị mình ơi. Rồi, okay. Rồi tiếp theo cây mã số 7M nha cô chú anh chị. Là một cây giống dảo siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị ha. Rồi, ngoài đó không số một con, cây này cũng giúp được 3 bo nha cô chú anh chị. Cây này quanh 11 mấy, tính 11. Bo già lên da lương đều hết ha. Cây này lấy bo ngon. Chiều cao là được 45. Rồi. Tán ngang là được 44. Rồi. Thì cái cây nhà vườn chăm sóc đến như vậy là thấy cũng mừng lắm nha cô chú và quý anh chị mình, rất là đẹp. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn, cây dày chỉ có 250 thôi nha. Là lấy bo rất là nhiều mà vừa cái gốc kiển nó rất là đẹp. Rồi tiếp theo cây mã số 8M nha cô chú anh chị. Rồi 8M là một cây dảo sung Sài Gòn, cũng ghép được 3 bo nữa ha cô chú anh chị ha. Đa phần lô này ghép là 3 bo, 4 bo ha, 3 bo cho tới 6 bo. Rồi thông số luôn nha mày. Cây này hoành được 13. Rồi. Chiều cao là được 45. Tán ngang là 35. Rồi. Thì cái cây cái tàn cũng đẹp lắm cô chú và quý anh chị mình, cái bộ đế nó nằm dưới này chứ mà nó bò qua bò lại cũng ngon dữ lắm. Thì đúng ra cây này là 250 nhưng hôm nay cũng giảm giá cho cô chú và quý anh chị mình ủng hộ cho cây này là 230 thôi. Yeah. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình ủng hộ giùm với nhà vườn, rất là mang ơn nhiều, thật nhiều nha. Okay. Rồi tiếp theo cây mã số 9M nha cô chú anh chị, cũng là một cây dạo siêu bông Sài Gòn ha, giống của chú Sáu Bình Dương luôn. Cây này đi thuộc nè cô chú anh chị ha. Dạo siêu bông mình lại thì bên vườn của bà ngoại cũng còn khá ha. Cô chú anh chị mình mua thì mình cứ alo số điện thoại ha, Zalo ha, bên vườn sẽ chụp hình thêm cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Rồi thông số luôn mày, còn không nhiều nên là clip này lên đụng cây nào lên cây đó thôi chứ không có lựa ha. Cây này hoành được 14. Rồi. Chiều cao là được 65. Rồi. Báo giá luôn nha ngoại, khỏi ra tán ngang, cây này tán ngang nhỏ lắm. Cây này thì, cũng 3 bo ha. Cây này cô chú và quý anh chị mình xem qua thấy cũng là cái dáng rất đẹp. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này, hôm nay giảm giá cây này ủng hộ 220 thôi chứ đúng ra là 250 mà ủng hộ 220 thôi. Đợi cây. Okay. Rồi tiếp theo cây mã số 10M nha cô chú anh chị. 10M cũng là một cây dảo siêu, một cây dảo siêu mình lại nha cô chú anh chị ha. Hàng bao chuẩn giống ha, cây này ghép được 4 bo. Cái bệ đế nó có luôn cô chú anh chị, như con thú nằm rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi ngoài đó không sớm con mày. Quanh 14 mấy mà tính 14 thôi, 14 rưỡi tính 14. Chiều cao là được 44. Tán ngang là được 29. Rồi. Cô chú và quý anh chị mình xem qua cái bộ đế này ít có lắm nha cô chú và quý anh chị mình. Bộ đế của con chà bá luôn nhưng mà nó quá đẹp luôn. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà nhìn thấy cái cây nó rất đẹp như vậy mà ủng hộ chỉ có 400 thôi nha. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 11M nha cô chú anh chị, là một cây giống dảo siêu bông Sài Gòn, giống của chú Sáu Bình Dương ha. Cây này thì ghép được 2 bo, một bo lớn và một bo nhỏ ha cô chú anh chị ha. À, cây đang dẫn cái này em ngắt cái đọt nó cho nó bóp nó bung tàn nha cô chú anh chị. Mấy mắt ngủ lên tọt cái tân lên đều gan luôn. Cái này có đế ha cô chú anh chị ha. Nè. Rồi ngoài đông sớm con mày. Cây này hoành được 13. Rồi. Chiều cao là được 42. Rồi, cái này giao luôn như này. Là cái cây này cái hình thú nó quá ngon nha cô chú và quý anh chị mình.
là cái cây này đúng ra là bán 200, nhưng hôm nay giảm giá cho cô chú và quý anh chị mình ủng hộ cho 180 thôi, là một cái bộ gốc này cũng dư rồi nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi, okay. Rồi tiếp theo cây mã số 12M nha cô chú anh chị, cũng là cây clip bằng ngoại giao luôn ngày hôm nay luôn ha. Là một cây giảo siêu bông Sài Gòn giống của chú Sáu Bình Dương ha. Cây này bo già lên nụ nè cô chú anh chị, đều gan luôn á cô chú anh chị. Rồi, ngoài đâu sớm con nha mày. Cây này hoành được 10. Chiều cao là được 45. Rồi. Tháng ngang là được 40. Rồi. Thì cây này cô chú và quý anh chị mình thấy cái kiểu nó dày là nó lớn lên nó rất là đẹp lắm nha cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn, cái này chỉ có 250 thôi nha. Rồi. Cây này cuối clip luôn ha, ngoài trồng hết luôn con mày. Thì cây này cũng là cây cuối clip. Thì cũng xin chúc cho cô chú và quý anh chị mình ở gần xa được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý, mà ngắn phát tài. Thì bước sang năm mới cũng tràn đầy hạnh phúc nha. Rồi em cũng thay mặt cho tên cũng như bà ngoại cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình những clip tiếp theo ạ.